Trang Hải mến chào anh chị bà con gần xa, rất vui được gặp lại bà con trên YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Thì hôm nay á, Trang Hải muốn quay giới thiệu cho bà con một căn nhà riêng lẻ, đặc biệt tường riêng, cột riêng, móng riêng luôn nha bà con, và mới vừa hoàn thiện luôn. Đó, căn nhà mình nó có nằm vị trí rất luôn. Từ đây thờ mình tránh chỉ có xét vài bức. Và căn nhà mình á là có sổ hồng riêng và hướng. Diện tích căn nhà của mình là ngang 5m2 cho 16m, được kết cấu xây dựng một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh luôn. Và được chị chủ nhà cũng vô một số nội thất cơ bản cho mình rồi, và chỉ bán với giá 2 tỷ 150 triệu, mà còn thương lượng trực tiếp với chị chủ nhà luôn. Và sau đây Trang Hải mời bà con mình cùng Trang Hải chi tiết trong căn nhà mình luôn. Trước nhà mình có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt 4 cánh cắt CNC, lớp cổng ở ngoài rất là đẹp và chắc chắn luôn. Và lớp cửa thứ hai mình cũng là cửa sắt 4 cánh luôn, và gắn kính cường lực nha bà con, rất là dày luôn. Và đây là khoảng không gian căn phòng khách của nhà. Đó, được chị chủ ốp gạch 80, đó rất là sạch sẽ luôn. Mà cái màu này nói chung là nó không quá sáng mà nó không quá tối, rất hợp với những bà con mình lớn tuổi hay trẻ em khỏi sợ bị hư mắt luôn. Và hai bên này bà con cũng nhìn thấy, đó được ốp PVC xuyên suốt xung quanh hết căn nhà luôn. Và trên trần của mình á là chủ nhà đóng trần la phong thật cao nguyên một khối luôn, và có một cái đèn kiểu chính giữa cho mình rất là đẹp luôn. Và tất cả hệ thống nhà mình là điện âm và đèn led hết nha bà con. Rồi tiếp theo chẳng hãy mời bà con mình cùng khám phá xuống với căn bếp của mình. Đây, quá rộng luôn bà con ơi. Căn thể bà con mình để bộ bàn ăn 8 tới 10 người ăn cũng rất là tuyệt vời luôn. Đó, chẳng hãy cũng nhìn thấy ở đây, nhà có một cái tủ, hai cái tủ bếp, một tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ nha bà con. Và đây là mặt bếp là đã qua cương nguyên tấm. Đây, bà con nhìn thấy ra cương nguyên tấm luôn. Và đây có một cái bồn này rửa chén, rửa bát, rửa rau bằng sứ rất là đẹp luôn nha bà con. Và xung quanh bà con cũng nhìn thấy nè, có một cái tấm kính đây nè, để cho bà con mà về nấu nướng, chia xào nấu nướng rất thuận tiện lau chùi luôn. Có rất nhiều ổ điện chờ sẵn cho bà con mình có thể về mình lắp đặt bên đó một cái tủ lạnh rất là tuyệt vời luôn. Đây, cuối nhà mình ở đây, đây bà con cũng nhìn thấy tường nè, xung quanh nè, đó cao lên này khoảng là cỡ 2m mấy luôn, được chị chủ nhà lót gạch xuyên suốt cho mình luôn, rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Ở đây cũng có chờ một ổ điện, ống cấp, ống xả. Đây bà con về mà lắp một lặt cái máy giặt cực kỳ ở đây bự cũng tuyệt vời luôn. Và cuối nhà mình đây có một cái nhà vệ sinh, nền nhà vệ sinh á, chủ nhà cũng đã ốp gạch chống chống nhám, chống trơn trượt cho bà con mình rồi. Xung quanh á thì cũng đã lót rất là cao luôn nha bà con. Rồi sau đây Trang Hải mời bà con hãy khám phá trên của mình luôn. Đây, trước khi lên lầu cũng nhìn thấy tay vịn cầu thang nè, đây rất là chắc chắn và bự luôn, và xuyên suốt luôn, kèm theo bên hông kính cường lực nha bà con. Rồi sau đây là trên lầu mình, lầu mình gồm có 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh nha bà con. Đây, trước khi lên đây, đây ở đây đó là cũng có một cái nhà vệ sinh nè, đó bà con cũng nhìn thấy gạch cũng trống trơn trượt rất là mới luôn, xung quanh cũng trang bị thiết bị cho nhà vệ sinh đầy đủ luôn. Rồi đây căn phòng thứ nhất trên lầu mình, đây chị chủ nhà nè bà con nhìn thấy đi, rất là rộng. Đây đó cũng chị chủ vô rất một số nội thất cơ bản, giường có đầy đủ cho mình, đặc biệt có một tủ nè, tủ quần áo đó bà con, đó rất là đẹp luôn. Và có một cái nhà vệ sinh này riêng biệt trong cái căn phòng mình luôn. Rồi nhà mình ở sau mình có cái khoảng giếng sau nè bà con, ra nhìn thấy đi, đó chị cũng làm cái lồng cu lồng sắt nè, xung quanh rất là chắc chắn ngôi nhà mình lên. Sau đây Trang Hải mời bà con lên tham quan trên cái phòng thứ hai của mình, trên lầu của mình. Đây con nhìn thấy rồi, gạch bóng kiến con lót sạch sẽ, xung quanh hệ thống điện chiếu sáng đầy đủ cho mình luôn. Và căn phòng thứ ba trên lầu của mình nha bà con. Đây đó, đây cũng rất là tuyệt vời luôn. Còn ở đây có một cái cửa sổ nè bà con, song sắt và rất chắc chắn luôn, có một bộ rèm mà bà con nhìn thấy không, tặng cho bà con mình luôn. Đây là cái cửa chính hướng ra ban công của mình nha bà con. Đây ban công trước của mình đây, đó bà con nhìn thấy nè, đó nhà dân xung quanh nè, đó ở rất đông đúc, rất là tuyệt vời luôn. Rồi cuối cùng Trang Hải cũng cảm ơn đến tất cả bà con nãy giờ theo cùng Trang Hải khám phá chi tiết trong ngôi nhà này luôn. Trang Hải xin nhắc lại thông tin về căn nhà mình. Căn nhà mình có diện tích ngang 5m2, dài cho 16m, được kết cấu cho mình một trệt một lầu, có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Và căn nhà mình vị trí cũng rất là đẹp luôn, từ đây sát nhà thờ mình tránh luôn bà con. Nhà mình là sổ hồng riêng hướng bắc đó. Nếu bà con mà thấy phù hợp với ngôi nhà của mình á này á, thì cứ liên hệ trực tiếp với Trang Hải qua số điện thoại trên màn hình á, để Trang Hải dẫn xem nhà trực tiếp luôn. Rồi Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.